Thông tin về việc một bệnh nhân tử vong do COVID-19 bị đập hòm gia đình mua để lấy thi thể đưa sang hòm khác do bệnh viện thuê dịch vụ tang lễ mua là hoàn toàn sai sự thật. Ngày 9 tháng 4, ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng, khẳng định căn cứ các thông tin đã thẩm tra từ Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định như trên. Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng cảnh báo và yêu cầu người dân không chia sẻ, đăng tải thông tin nói trên. Hiện các đơn vị chức năng của Sở đang truy tìm người đăng tải thông tin này và xử lý theo quy định của pháp luật.